cậu bé này vô tình nhặt được một con robot bị vứt bỏ ngoài bãi rác. Cậu đã quyết định đào nó và mang về nhà, mà không hề biết rằng chính nó sẽ đưa bố con cậu lên đỉnh cao của sự nghiệp. Vậy làm thế nào để một chú robot bị vứt bỏ có thể làm nên điều kỳ tích đến vậy? Xin mời các bạn cùng theo dõi bộ phim nhé. Charlie là một anh chàng có niềm đam mê vô bờ bến với người máy. Một ngày nọ, anh ta dùng con robot của mình đấu với một con bò trong thôn. Dưới hiệu lệnh của ông chú cowboy này, người máy xông đến trước và tung ra một chiêu dứt điểm. Chú bò giả tức đến mức trực tiếp dùng đỉnh đầu húc một phát, nhưng không ngờ người máy đã lấy đà bay lên, dễ dàng né được một đòn và cuối cùng là một cú móc trái hoàn hảo. Người máy thắng trong tiếng hô vang dội của mọi người. Chú bò giả thấy vậy quá đỗi mất mặt, lập tức phát động tấn công. Charlie chưa kịp hoàn hồn lại thì người máy đã phải chịu một đòn tấn công dữ dội và bị rụng mất một chân. Anh ta bắt đầu thấy hoang mang, lập tức muốn kết thúc trận đấu. Nhưng người bên ban tổ chức không đồng ý, dù sao thì khúc gay cấn bây giờ mới thực sự bắt đầu. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể để người máy tiếp tục chiến đấu bằng một chân. Nhưng bởi vì trọng tâm không vững, người máy trực tiếp bị chú bò hất bay cả chục mét. Chiến nó đi, chiến nó đi, khán giả hào hứng cổ vũ. Chú bò trong nháy mắt liền trở nên hưng phấn, dùng cặp sừng nhọn hoắt của mình đâm thẳng vào ngực của con robot. Và sau đó tất cả gia tài đồ nghề của anh cứ như vậy bị biến thành một đống sắt vụn vô dụng. Trong khi đó tiền cược cho trận đấu này cao tới 20.000 đô, nhưng túi tiền của ông chú đây còn rỗng hơn cả túi rác. Móc được 2 đô ra cũng là cố gắng hết sức rồi. Ông chú đang tính bỏ của chạy lấy người, lại phát hiện ra có 2 người đàn ông đang đuổi đến. Còn chưa đợi đối phương ngỏ lời, đã trực tiếp giơ nắm đấm thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Và cái kết đánh người xong rồi mới biết người ta là người của tòa án. Hai người họ nói với anh ta rằng vợ cũ của anh đã bệnh nặng mà qua đời, để lại đứa con trai 11 tuổi đang đợi anh đến bảo lãnh. Sau khi đến được tòa án, anh ta thấy rằng dì của con trai mình đang cố gắng giành quyền giám hộ, mà chồng của cô ngồi ở bên cạnh, vừa liếc mắt liền nhận ra anh ta có vẻ giàu có. Trong đầu anh ta lập tức vạch ra một kế hoạch bán lại quyền giám hộ của con trai mình với giá 100.000 đô la. Nhưng hai người họ chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật nên đã nhờ anh tạm thời chăm sóc đứa bé trong vòng 2 tháng, nên đã trả trước 50.000 đô tiền cọc, đợi sau khi trở về sẽ thanh toán nốt số còn lại và đón đứa bé đi. Ba bán con rồi, tiền chia cho con một nửa, không cần ba chăm sóc con. Không còn, ta đã mua một con robot tiêu hết tiền rồi, một đồng cũng không còn. Kết quả bên này anh ta vừa nhận được tiền, cầm tiền còn chưa kịp nóng tay, anh ta đã lại dành toàn bộ số tiền đi mua một con robot mới. Chỉ bởi vì tại thời điểm đó, các cuộc thi quyền anh giữa những con robot phổ biến trên toàn thế giới, cảm giác kích thích đến tận xương tủy ấy có thể khiến cho hormone bên trong cơ thể con người tăng vọt. Và Charlie, với tư cách là một cựu võ sĩ chuyên nghiệp, sau cuộc vật lộn người thật tẻ nhạt năm nào, anh cũng đã bị hạng mục thi đấu này mê hoặc, thậm chí không ngại mạo hiểm đánh cược tất cả tài sản của mình để mua một con robot. Một mặt là để tạo dựng tên tuổi của mình trong môn quyền anh, và mặt khác là vì anh phải thắng được tiền cược trận đấu để kiếm tiền nuôi kế sinh nhai. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa lòng người, Charlie như thể đang bị ông thần xui xẻo bám đuôi vậy. Anh liên tiếp gặp phải thất bại, cuộc cá cược nào cũng thua. Rất nhanh anh chỉ còn có thể lưu lạc đến các thôn làng đấu với bò để kiếm tiền. Nhưng càng thê thảm hơn là đến ngay cả bò thì anh cũng không thể đánh thắng được. Hiện giờ đã có được tiền bán con, anh ta định sẽ lấy lại thể diện của mình. Vì vậy anh ta đã chi rất nhiều tiền để mua lại Super Evil đã từng thống trị đảo quốc. Nhưng Charlie không ngờ được rằng cậu con trai mắc mà anh còn chưa từng nhìn thấy mặt lại là một cậu nhóc mê người máy. Hai cha con như thể vớ được kho báu. Không chần chừ thêm nữa, Charlie lập tức đưa Super Evil đến đấu trường quyền anh ngầm. Và khi lên sàn đấu, họ sẽ phải thách đấu với tóc đỏ, chúa tể của đấu trường này. Nếu thắng trận, họ sẽ trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Nhưng nếu thua thì khó mà lường được kết cục. Trận đấu bắt đầu, Super Evil đã tung ra một chiêu hất văng tóc đỏ nằm đo ván. Sau đó lại bắt đầu chơi chiêu tấn công liên tiếp. Tóc đỏ bị đánh đến mức không còn sức mà chống đỡ. Dù sao thì Super Evil cũng được điều khiển bằng giọng nói, lập tức đã có thể tiếp nhận chỉ thị. Còn đối phương vẫn phải thao tác điều khiển bằng tay. Còn chưa đợi tóc đỏ kịp phản ứng lại, nắm đấm tấn công của Super Evil đã bay đến tới tấp. Xem ra thắng thua đã định đúng vào lúc Charlie chuẩn bị kết thúc trận đấu. Không ngờ tóc đỏ bất ngờ tung ra chiêu thức độc quyền, sau đó không ngừng lội ngược dòng túm chặt lấy Super Evil tấn công như búa bổ. Nhưng bởi vì Charlie chưa quen với hệ thống điều khiển nên chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn Super Evil biến thành đại hiệp một tay. Sau đó tóc đỏ đã tung ra một chiêu chí mạng với Super Evil. Trong tiếng reo hò phấn khích của mọi người, chỉ trong nháy mắt Charlie đã bị đánh cho thân tàn ma dại. Mà bên này, đây chính là cái giá mà mình phải tự trả. Quả này không còn một xu dính túi nào để mua robot nữa rồi. Xem ra chỉ có thể đến bãi phế thải lén nhặt ít linh kiện, tự mình về sửa sang lại mà thôi. Không ngờ rằng đồ còn chưa tìm xong, mặt đất đột nhiên bắt đầu sụp lún. Mark đã không may bị rơi xuống vách núi, rơi thẳng vào trong vũng bùn lầy lội. May mà vào thời khắc then chốt, cánh tay của một con robot đã treo cậu bé lơ lửng giữa không trung. Lúc này Charlie mới thành công cứu được cậu bé lên. Và
sau khi Mark được cứu, cậu liền đào bới đống bùn đất thì phát hiện ra được, không ngờ bên dưới lại chôn vùi một con robot hoàn chỉnh. Cậu bé muốn đem ân nhân cứu mạng mình về nhà, nhưng Charlie lại nói một câu, con muốn đống rác này thì tự mình đào nó lên đi, sau đó vứt tay áo bỏ đi. Còn Mark thì tắm mưa hì hục đào con robot lên suốt một đêm. Ngày hôm sau cậu bé đã thực sự đẩy con robot kia về đến nhà. Hơn nữa hai cha con họ cũng không thể ngờ được rằng đống sắt vụn này sẽ đưa bọn họ lên đến đỉnh cao của đời người. Con robot phế thải được đào từ trong bùn lầy ra này không những hoàn chỉnh không chút tổn thất, thậm chí nó còn có chức năng mô phỏng hình ảnh vô cùng hiếm có thể mô phỏng lại những hành động của con người một cách chính xác và lưu trữ chúng. Mark coi nó như là món bảo bối của riêng mình. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho nó, cậu bé mới biết rằng con robot này có tên là Adam. Mark vừa nhìn một cái liền biết rằng nó không hề tầm thường. Cậu bèn đề nghị đưa Adam đi thi đấu, nhưng Charlie lại không nghĩ thế là ổn, bởi vì anh biết rằng Adam chỉ là một con robot đấu tập bị đào thải, người ta tạo ra nó chỉ để đánh nó chứ không phải để chiến đấu. Nhưng Mark lại kiên quyết không từ bỏ suy nghĩ của mình, mà ngược lại mỗi ngày đều dậy sớm huấn luyện cho Adam. Cuối cùng Charlie đã bị sự cố chấp của cậu con trai làm cho cảm động, thế là anh đã đưa cậu bé đến đấu trường trong sở thú, và đối thủ của bọn họ chính là gã đầu màu gà này. Hắn ta căn bản không đặt Adam vào trong mắt, thậm chí còn thách thức, chỉ cần Adam có thể trụ được một hiệp đấu thì hắn ta sẽ trả cho Mark $1,000. Mark không chút do dự lập tức đồng ý. Trận đấu vừa bắt đầu, robot đầu to đã khóa chặt hai chân của Adam, sau đó giơ chiếc búa tạ lên và không ngừng giáng xuống Adam. Nhưng Adam với tư cách là người máy đấu tập, ưu điểm lớn nhất chính là khả năng chống đập, mặc cho nắm đấm của đối thủ mạnh đến đâu nó đều không chịu chút thương tổn nào. Ngay cả khi bị búa của đối thủ khóa chặt, Adam vẫn không hề hấn gì. Thấy hiệp đấu đầu đã sắp sửa đến hồi kết thúc, đầu to trực tiếp sử dụng đến chiêu thức độc quyền, một chiêu đã đánh Adam nằm dạp ra đất. Ngay khi mọi người đã bắt đầu đếm ngược thời gian, Adam dường như đã nghe được tiếng gọi của Mark, lảo đảo một chút rồi lập tức đứng dậy, thành công trụ được hết vòng đấu đầu tiên. Nhưng làm sao tên đầu màu gà này có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Anh ta đã đề nghị sẽ tăng thêm $1,000 nữa để tiếp tục hiệp đấu thứ hai. Có được kinh nghiệm từ vòng đấu trước đó, Mark đã mở màn với một bước lùi, thành công tránh được chiêu khóa chân của đối thủ. Tiếp theo đó là một cú đấm bay bất ngờ khiến cho đầu to bị đánh đến choáng váng. Charlie có nằm mơ cũng không ngờ được rằng sức chiến đấu của Adam lại kinh người đến như vậy. Sau trận đấu này, hai cha con họ không chỉ kiếm được một khoản kha khá mà còn nhận được nhiều lời mời thi đấu hơn, để có thể biến Adam trở nên mạnh mẽ hơn. Mark không chỉ lắp đặt cho nó hệ thống điều khiển bằng giọng nói, mà còn nhờ Charlie làm huấn luyện viên đấm bốc cho Adam. Rất nhanh, Adam đã đạt đến trình độ của một võ sĩ chuyên nghiệp. Nó đã chiến đấu ở tất cả các võ đài quyền anh ngầm và chưa từng gặp được đối thủ. Hai cha con họ đếm tiền thu về đến run hết cả tay. Cùng với danh tiếng của Adam càng ngày càng nổi tiếng, cuối cùng bọn họ đã nhận được lời mời từ giải thi đấu quyền anh robot phạm vi toàn thế giới. Và đây cũng là điều mà hai cha con Mark cũng đã chờ đợi từ rất lâu. Nhưng ngay trước khi trận đấu diễn ra, quản lý của nhà vô địch quyền anh rất cảm thấy như bị đe dọa, nên đã định mua lại Adam với giá trên trời là $2,000. Nhưng trong lòng của Mark, Adam giống như người bạn thân thiết của cậu bé, là một món bảo bối vô giá, nên cậu đã dứt khoát từ chối giao dịch. Và phần tiếp theo đang đợi Adam chính là những trận chiến vô cùng khốc liệt, bởi vì đối thủ của nó chính là Bạo Chúa Hai Đầu, một trong bốn con robot mạnh nhất giải đấu, có đội ngũ điều khiển chuyên nghiệp, khái niệm thiết kế vô cùng tiên tiến, tất cả đều thể hiện được sự độc đoán của nó. Nhưng Mark cũng không hề có chút hoang mang lo sợ nào. Trước hết là với kỹ năng khiêu vũ tuyệt vời của mình, cậu đã có vô số fan hâm mộ. Sau đó là phong thái tiêu sái bước vào đấu trường. Trận đấu vừa bắt đầu, hai bên thăm dò lẫn nhau, nhưng rất nhanh, Bạo Chúa Hai Đầu đã dựa vào lợi thế của tầm nhìn 360 độ không góc khuất, có thể vừa tấn công vừa phòng thủ. Chỉ trong nháy mắt, nó đã ép Adam áp sát vào trong góc và bắt đầu điên cuồng ra đòn tấn công, đánh đến mức Adam không còn chút sức lực đánh trả lại. May mà Charlie rất nhanh đã tìm ra điểm yếu của Bạo Chúa Hai Đầu, đó chính là mỗi lần nó tung ra một cú đấm, bên vai phải sẽ có một dây bị đóng băng. Adam ngắm chuẩn thời cơ, một cú né đòn đẹp mắt tránh được đòn tấn công, nháy mắt đã đảo ngược tình thế. Sau khi tìm ra được quy tắc tung đòn đấm của đối thủ, Adam đã tung chiêu chặn lại, sau đó áp dụng kỹ thuật tấn công gần. Ngay sau đó là một combo kết hợp đẹp mắt khác, đánh đến mức Hai Đầu bị choáng váng hướng lung tung. Cuối cùng tiếp tục theo đuổi chiến thắng, liên tục tung ra những cú đấm chí mạng khiến cho hệ thống điều khiển dưới sân khấu trực tiếp bị sập. Phần còn lại chính là sân khấu của Adam. Đầu tiên là vài cú xoay người tuyệt đẹp, sau đó là một cú móc trên hoàn toàn kết thúc trận đấu. Nhưng đối với Adam mà nói, trận chiến thực sự vẫn còn đợi ở phía sau, bởi vì đối thủ tiếp theo của nó chính là nhà vô địch thế giới, Vua Quyền Anh Zerg, một con robot được nhặt về từ bãi rác, lại có thể thách đấu nhà vô địch quyền anh thế giới. Thật là nực cười châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Mà cách thức xuất hiện của nhà vô địch quyền anh Zerg đã triệt để phá vỡ hoàn toàn tam quan của Charlie. Nhưng điều khiến anh tuyệt vọng hơn cả vẫn còn ở phía sau. Trận đấu vừa mới bắt đầu, Adam đã bị Zerg cho một đấm nằm dạp ra đất. Nó chật vật nhấc người dậy, nhưng không thể trụ được nổi 2 giây, đã lại một lần nữa bị đánh không gượng dậy nổi. Đối mặt với một đối thủ mạnh đến như vậy, cho dù Adam có thể tiếp tục đứng vững, nhưng cũng không còn chút sức lực nào có thể đánh trả. Sau đó Zerg tung ra một cú móc trên, lần thứ 3 Adam bị đánh cho nằm dạp ra sàn đo ván. Mọi người lại một lần nữa bắt đầu đếm ngược. Mark lớn tiếng hét lên,
Adam dường như đã nghe thấy tiếng gọi của Mark, nó lại một lần nữa đứng dậy, nhưng sau khi đứng dậy thì vẫn chỉ là số phận phải chịu đòn. Đúng vào lúc rất nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng, cuộc phản công bất ngờ của Adam đã trực tiếp khiến cho Zert và khán giả ngạc nhiên đến mức đứng hình. Đây cũng chính là lần đầu tiên Zert phải chịu đòn. Sau đó Adam đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công, trực tiếp ép Zert phải lui sát vào trong góc và nhận được một phen hoan hô cổ vũ của tất cả mọi người. Nhưng rất nhanh tình hình lại một lần nữa bị đảo lộn. Dù sao thì sự phòng thủ và tấn công của Zert tất cả đều đạt mức độ cao nhất. Ngay khi Zert đã sẵn sàng tung ra một cú đấm để kết thúc trận đấu, chuông báo hết hiệp bất ngờ vang lên. Trong khi đó, đầu của Adam đã bị đối thủ đánh đến bốc cả khói rồi. Charlie nhanh chóng chạy đến xử lý giúp nó. Và trong hiệp đấu tiếp theo đây, Adam không còn ở thế bị động chịu đánh nữa, mà nó đã dũng cảm xông lên phản công, liều một phen quyết phân cao thấp với Zert. Cho dù trong suốt quá trình Adam đã bị đánh hết lần này đến lần khác, nhưng nó vẫn lại kiên cường đứng lên tiếp tục chiến đấu. Mặc dù bị đánh đến mức đầu cũng bị biến dạng, linh kiện thì lỏng lẻo, nhưng Adam vẫn quyết không chịu thua. Và chính tinh thần không chịu khuất phục này đã giúp Adam có thể kiên trì đến hiệp đấu thứ tư. Nhưng hệ thống điều khiển giọng nói của nó đã bị một đòn của Zert làm cho hư hỏng nặng nề. Lần này Adam hoàn toàn bị đánh đến mức quay cuồng, mặc cho Charlie có hô hoán thế nào, Adam đều không thể tiếp nhận được bất kỳ chỉ thị nào, chỉ có thể tùy ý mặc cho Zert tấn công như vũ bão lên người của mình. May mà Adam vẫn có thể kiên trì đến khi hiệp đấu kết thúc, nhưng Adam đã không thể tiếp nhận được chỉ thị nữa thì phải làm sao? Lẽ nào cứ bỏ cuộc như vậy sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vì cho dù không có hệ thống điều khiển giọng nói, Adam vẫn còn chức năng hiếm có là mô phỏng hành động của con người. Tao biết là mày không nghe thấy nữa, nhưng mà mày có thể nhìn thấy tao, như vậy thì mày cứ nhìn tao đi. Adam nhìn thẳng vào tao này. Đợi đến ván đấu quyết định này, Charlie đứng bên ngoài sàn đấu làm động tác đấm vào không khí. Adam đã mô phỏng lại 100% những chuyển động của anh, vì rất khó để có thể giành chiến thắng bằng một cuộc tấn công trực diện. Vậy thì phòng thủ thôi, Charlie đã chỉ đạo Adam bố trí tư thế phòng thủ. Quả nhiên, những đòn tấn công kéo dài khiến rất cạn kiệt năng lượng. Charlie thấy vậy thì ngược lại, anh bắt đầu dùng chiêu khiêu khích. Đối thủ trong lúc tức giận đã khởi động nguồn điện khẩn cấp, bắt đầu dồn toàn lực tấn công. Mặc dù Adam bị vùi dập đến mức thân tàn ma dại, nhưng mọi người đều tin rằng nó nhất định sẽ không gục xuống. Trong khi đó Charlie cũng đang đợi thời cơ. Quả nhiên, chỉ một lát sau, nắm đấm của Zert đã dần chậm lại, nguồn năng lượng của nó đã dần cạn kiệt. Chính là lúc này, đúng vào khoảnh khắc Adam tung đòn phản công, toàn bộ khán đài lập tức bùng nổ. Sau đó Charlie chỉ đạo Adam bắt đầu điên cuồng phản công. Người thiết kế của Zert cũng bắt đầu nóng ruột, bắt đầu tự mình điều khiển, nhưng vẫn không có cách nào cứu vãn được. Anh nhảy lên tặng cho Zert một chưởng vào đầu. Đúng lúc này thì tinh thần chiến đấu của cả hai đã hoàn toàn được đánh thức. Tinh thần chiến đấu hết mình của Charlie đã khiến cậu con trai vô cùng cảm động, và linh hồn quật cường không chịu khuất phục của Adam cũng đã truyền đến mỗi một người trên khán đài này. Sau đó, một cú đánh móc tuyệt đẹp của Charlie đã phá vỡ huyền thoại về sự bất tử của chiến thần Zert. Mặc dù nó lại một lần nữa đứng lên, nhưng cũng chỉ nhận lại những đòn tấn công càng ngày càng mạnh mẽ của Adam. Ngay khi Charlie chuẩn bị giáng xuống một đòn chí mạng, chuông báo hết hiệp lại một lần nữa vang lên. Mặc dù cuối cùng Zert đã thắng trận đấu với ưu thế về điểm số, nhưng Adam mới thực sự là ngôi vua trong lòng tất cả mọi người. Phần review đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.